dạ. Có chữ là kỷ niệm 35 ngày bản sinh ngày khai sáng đạo Phật giáo Quan Âm. Đây rất là đẹp luôn. Giữ xe đường vào chùa An Hòa Tự. Đây năm nay có một cái bãi giữ xe rất là rộng, phải nói là cực kỳ rộng luôn. Đây mọi người thấy từ vài ngàn chiếc xe cả nhà. Đêm nay mới chỉ là đêm 16 rồi, nhưng mà từ tổ đình đi đến chùa An Hòa Tự thì
phải nói là quá đông. Thì chúng ta sẽ đi chạy dài ra sao. Đây là sẽ có những xe rất là êm. Những năm trước thì ngày 16 ít người lắm, năm nay thì phải nói quá đông. Đây trước mặt chúng ta là cái nhà lưu niệm. Viên năm nay thấy không có thể nước, chỉ đẩy xung quanh ở ngoài rồi. Thì mỗi năm ở đây có khu vực đẩy nước mà năm nay bỏ trống để cho cái lượng khách về đây chúng ta nghĩ nha. Đây là nhà lưu niệm, hiện tại thì đã đóng cửa. Sáng mai tầm 9:30 mới mở cửa nha. Đây mọi người thấy sẽ nói là đặc biệt nhất trong tất cả các năm luôn. Cũng 2 năm mới được tổ chức lại nên mọi người trở về đây rất là sớm, từ ngày 15 là đã có khách đông rồi. Đây mọi người thấy trước mặt chúng ta là cái chùa An Hòa Tự, một trong những thánh tích của Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn lưu lại. Sao không có thấy đèn? Ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, Đức Thầy gây sáng đạo Phật cháu à. Quá đẹp cái gì. Bên đó là cái khu giảng đường. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên ngoài. Không biết ở bên trong có cho mình quay phim không. Bên đây là cái khu đọc dẫn đường. Chúng ta về đây nghỉ. Bắt đầu ngày mai mới có chương trình nói chuyện và đọc giảng. Ở đây cái nhà rất là lớn nha. Đây là toàn cái khuôn viên của chùa An Hòa Tự. Thầy sẽ đi vào bên trong một chút xíu rồi thầy vào chánh điện ha. Mình quay trước tiên là xung quanh các rồi sẽ đi xung quanh ở trong chùa An Hòa Tự. Ở đây là hình ảnh mọi người chuẩn bị cắm bông quá nhiều. Đây mọi người. Quá đẹp. Đây là có rất là nhiều xã ở Hiệp Sương. Quá nhiều. Đây là toàn bộ là những nghệ nhân hay cái gì. Có những cái quà tài rất là khéo cấm. Cấm từ ngày 15 tới ngày hôm nay. Ở trong đây là cái hội trường và những cái lễ hội hiện tại là cái khu để cho mọi người trở về đây nghỉ ngơi. Bữa nay chỉ mới ngày 16 thôi vậy, ngày mai mới là đông, ngày mai là cả như chỗ này cứng hết nha. Ở bên khu vực bên kia là mới nhiều. Đây mình sẽ đi ra sao. Cái khu vực ở đằng đây có đãi rất là nhiều những cái món ăn và thức uống, nhưng có những cái chiếc xe hoa nữa. Và nghe nói là năm nay trên dưới khoảng 40 chiếc đó, mà không biết như thế nào. Đây là cái xe hoa của
tại chùa An Hòa Tự, được cấm và thiết kế bằng bông thật không nè mọi người, không bao giờ có một cái bông nhỏ xuyên đây, bông thật thôi, bông ly rất là đẹp. Và hình như bữa nay chưa có xe hoa trở về, ngày mai chúng ta sẽ thấy cái khu vực trên đó là xe hoa nhiều lắm nhiều. Đây là cái toàn bộ những cái tổ từ thiện nha, hình như là đang đãi cái món gì đó không biết, để mình vào mình xem thử. Sữa đậu nành nữa. Còn bên đây là cái những cái tổ từ thiện đầy nước, giờ này vẫn còn đãi. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Nước sôi. Đây chúng ta sẽ thấy được. Cả nhà chúng ta thấy à, rồi quạt lại cái cảnh lịch sử của đường Tôn Tạng đi đến kinh. Mọi người thấy về đây coi đông ghê. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Em không phải là nữ thân hiền dịu thiệt, cái em có là sức mạnh và thủ đoạn. Đây toàn bộ là người thiện không em ơi, thì chúng ta thấy ở trên.
Diêu Văn Giới xuất hiện, mọi người cười quá. Mới là đêm 16 thôi quý vị. Mọi người trở về đây cũng khá là đông. Bạn đi hay bà Tư? Để quay cho mọi người xem. Đây là hình của chân dung của Đức Tôn Sa. Và cái Đức A Di Đà Quán Thế Âm và Đại Thế Chín thờ theo ba tuổi tiên hoàng địa hoàng. Đây là hình tượng của Đức Phật Di Lặc. Quá đông, mình đảo ngược ra luôn, không có đi vòng bên đó nữa mình.